Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin có nghề tình báo liệu ông Phạm Minh Chính có quật được Nguyễn Phú Trọng hay không. Ông Phạm Minh Chính là tay làm chính trị cự phách trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hơn ông Chính chỉ có thể là ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên hiện giờ chỉ còn chức Tổng Bí thư trong tay thì quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ bị hạn chế đi phần nào. Nhiệm kỳ năm 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã lập rất nhiều kỳ tích. Trong đó, kỳ tích lớn nhất là việc ông lấy lại được chiếc ghế chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang sau khi ông này đột ngột qua đời. Cách lấy chiếc ghế của ông Trọng có lẽ phải làm cho đối thủ chính trị khiếp sợ. Thành tích này, theo cách nói của dân gian là lấy số má giang hồ. Phải nói hơn 70 năm lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cách lấy số của ông Trọng thật là đáng sợ. Đây là hình ảnh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm cho nhiều người phải lo sợ. Sau khi loại được ông Nguyễn Tấn Dũng, tưởng chừng như ông Nguyễn Phú Trọng không còn đối thủ nào khác. Tuy nhiên, sau Đại hội 13 thì suy nghĩ nhiều người đã phải tính lại. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải dè chừng ông Phạm Minh Chính, bởi thủ tướng mà phát huy hết quyền lực chính trị của mình thì có thể lấn lướt Tổng Bí thư là hoàn toàn có thể. Như đã nói ở những bản tin trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng đang nhỉnh hơn ông Phạm Minh Chính ở kinh nghiệm. Cái này không thể mua được mà chỉ có thể có bằng cách trải nghiệm. Nói về kinh nghiệm thì chỉ cần đủ thời gian thì ông Phạm Minh Chính có thể có được. Tuy nhiên ông Chính có cái có mà ông Nguyễn Phú Trọng không thể có, đó là nghề tình báo. Nghề này lại rất lợi hại vì nếu biết tận dụng nó, ông Phạm Minh Chính có thể sẽ kiểm soát chính trường một cách tốt nhất. Trước đây, ông Lê Đức Anh đã nắm chức Chủ tịch nước, một chức vụ hữu danh vô thực. Nhưng về thực quyền của ông Lê Đức Anh thì rất lớn, bởi ông Lê Đức Anh nắm rất chắc Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2. Thậm chí, khi về hưu, thì thực quyền của ông Lê Đức Anh cũng rất lớn, sức ảnh hưởng của ông trên chính trường rất mạnh. Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, tức là Tổng cục 5, đã bị ông Nguyễn Phú Trọng giải tán sau khi ông nắm Đảng ủy Bộ Công an. Được biết, ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán tổng cục này vì bản thân ông không kiểm soát được nó. Ngược lại, sợ người khác dùng nó để kiểm soát ông, nên vào năm 2018, ông đã cho giải tán tổng cục này. Sự lợi hại của nghề tình báo, nếu nói ngoại giao là công tác liên lạc, bắt tay, đối thoại với nước ngoài trên mặt trận, mặt nổi, thì tình báo là ngành đã làm việc với nước ngoài âm thầm. Vì vậy, quan hệ với Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt nhiệm vụ lớn cho ngành tình báo, chứ không phải là ngành ngoại giao. Ngược lại, phía Trung Quốc muốn kết nối, kiểm soát Việt Nam thì họ cũng đẩy mạnh công tác tình báo, chứ không phải đặt trọng tâm vào ngành ngoại giao. Được biết, trước đây, ông Lê Khả Phiêu đã dùng tình báo liên hệ với Giang Trạch Dân rồi gặp với tư cách cá nhân. Việc này làm dẫn tới kết quả ký hiệp định biên giới trên bộ và trên biển và làm Việt Nam chịu thiệt thòi nhiều nhất. Trước khi được điều đi Quảng Ninh làm bí thư, ông Phạm Minh Chính là Thứ trưởng Bộ Công an, nắm về mảng tình báo. Vì vậy, được làm bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính dường như đã kết nối dễ dàng với phía Trung Quốc và được ông Tập Cảnh Bình cử bà giáo sư Đào Nhất Đào sang giúp sức nhiệt tình. Trước ông Phạm Minh Chính có ông Vũ Đức Đam không phải là người trong ngành tình báo, nên việc kết nối với phía Trung Quốc của ông Đam không hiệu quả. Thậm chí, với tư cách là trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính vẫn kết nối với phía Trung Quốc rất tốt. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính đã thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Át hẳn, ông Nguyễn Phú Trọng phải hiểu rằng ông Chính không phải là ông Phúc. Ông Chính có nghề tình báo và được biết suốt 5 năm làm nhiệm kỳ thủ tướng, ông Nguyễn Phú Trọng đã không hề tỏ ra lo âu gì với ông Nguyễn Xuân Phúc khi ông Phúc đương kim thủ tướng lúc đó. Nhưng ông Phúc nghỉ và ông Phạm Minh Chính làm việc có mấy ngày bắt đầu công việc, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu có thái độ khác. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính trong sắc phục tướng tình báo công an. Trật tự này đã làm ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ vất vả hơn trong 5 năm tới. Việc phút chót giữ được ông Nguyễn Hòa Bình ở lại chiếc ghế phó thủ tướng thường trực đó cho thấy sự lo lắng đang dâng cao của ông Nguyễn Phú Trọng. Không lo do được khi mà ông Nguyễn Phú Trọng không giỏi về tình báo bằng ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính từng trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ thấp đến cao trong ngành tình báo của Bộ Công an, trong đó có chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, chuyên trách mảng tình báo kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường.
Lợi thế đó sẽ không phải là nhỏ nếu ông Chính đối đầu với ông Trọng. Ngoài ra, chắc chắn ông Phạm Minh Chính sẽ nắm rất chắc những hồ sơ của các cán bộ, đặc biệt là những vụ tham nhũng mà sẵn sàng đưa ra để mặc cả. Không chỉ từng làm ngành tình báo, ông còn từng làm trong ngành ngoại giao. Từ Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính có một thời gian đã chuyển sang làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Romania từ năm 1991 cho đến năm 1994. Đây là giai đoạn sau khi chế độ Cộng sản ở nước chủ nhà và khu vực Đông Âu tan rã. Điều ban lãnh đạo Việt Nam cho đến nay vẫn cho là biến cố, họ phải rút kinh nghiệm để bảo vệ chế độ khỏi sụp đổ. Trong thời gian này, ông Phạm Minh Chính được thăng bậc từ cán bộ lên bí thư thứ 3 rồi bí thư thứ 2 của sứ quán. Sau đó, ông tiếp tục công tác tại Bộ Công an. Với chức vụ cao nhất ông từng nắm ở bộ này là Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học công nghệ, môi trường từ cuối năm 2010 cho đến cuối năm 2011. Như vậy thì ông Phạm Minh Chính không những biết làm nghề tình báo mà còn biết làm ngoại giao nữa, nghĩa là nghề nghiệp và nghiệp vụ bắt liên lạc với ngoại bang về công khai lẫn âm thầm, thì ông Phạm Minh Chính rõ ràng vượt trội hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh không những có nghiệp vụ tình báo, ông Phạm Minh Chính còn có nghiệp vụ công an. Nhiều chuyên gia đã phân tích chính trị trong và ngoài nước đều cho rằng ông Chính rất dày dặn kinh nghiệm về công tác đảng và trong ngành an ninh hơn là trong mảng điều hành kinh tế. Trong Bộ Chính trị khóa 12, ông Phạm Minh Chính đứng hàng thứ 9 trong Bộ Chính trị, hai nước trên ông Vương Đình Huệ, người đứng thứ 11. Ông Chính có bề dày cả trong bộ máy của Đảng lẫn trong ngành an ninh. Ông là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương và nguyên là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Ông Phạm Minh Chính từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Bộ Công an về hậu cần, kỹ thuật, tình báo và là trưởng tiểu ban bảo vệ, chính trị nội bộ Trung ương Đảng. Không như ông Phạm Bình Minh chỉ biết ngoại giao, ông Phạm Minh Chính còn biết quản lý đảng viên thuộc cấp. Được biết có hai bộ hiện nay mang danh nghĩa là thuộc chính phủ, nhưng thực chất được điều khiển bởi Tổng Bí thư. Đó là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Nếu quản lý tốt việc nội bộ, ông Phạm Minh Chính có thể kiểm soát những người đứng đầu của hai bộ này. Và nếu làm được điều đó thành công, thì ông Phạm Minh Chính sẽ mạnh hơn ông Nguyễn Phú Trọng là điều khó tránh khỏi. Mặt khác, sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng yếu đi, dường như đi ra ngoài ông đều phải có người dìu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, một kinh nghiệm lớn cho vị trí thủ tướng. Trước khi nắm vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương, ông là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh từ năm 2011 cho đến 2015. Trong thời gian này, ông Phạm Minh Chính được biên đến với vai trò chính trong việc thúc đẩy việc xây dựng một trong ba đặc khu kinh tế và việc thông qua dự luật liên quan. Điều này đã bị gác lại sau làn sóng biểu tình bài Trung Quốc mạnh mẽ của người dân trong toàn quốc từ hồi năm 2018. Cho đến nay, Quảng Ninh vẫn là một trong những điểm sáng giúp Phạm Minh Chính đạt được nhiều thành công. Hứa hẹn là khi làm thủ tướng, ông Phạm Minh Chính sẽ dùng phương pháp này để điều hành đất nước. Có thể là dưới thời ông Chính, Việt Nam sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại quyền lực cho ông Phạm Minh Chính nhiều hơn nữa. Trong tứ trụ hiện nay có 4 người, tuy nhiên việc tranh giành ảnh hưởng hoặc xa hơn là việc tranh giành quyền lực chỉ xảy ra giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính mà thôi, vì đây là hai chiếc ghế quan trọng bậc nhất. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đã vượt Nguyễn Phú Trọng chỉ là vấn đề về thời gian. Vị trí được cho là nắm quyền tối cao trong hệ thống chính trị của Việt Nam, đó là chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản. Tiếp tục, điều này được do ông Nguyễn Phú Trọng nắm đến nhiệm kỳ thứ 3, mặc dù điều lệ đảng cấm điều đó. Tuy nhiên, sau đại hội 13 này, hứa hẹn gió sẽ đảo chiều. Ông Nguyễn Phú Trọng có muốn kìm kẹp, hạn chế quyền lực của Phạm Minh Chính thế nào, thì quyền lực của ông Chính vẫn lớn mạnh. Cái mốc mà ông Chính vượt qua ông Trọng sẽ đến, nhưng có điều là không biết lúc nào mà thôi. Có tin vào tháng 7, ông Trương Hòa Bình sẽ rút, tuy nhiên, đó là thực tế, còn tin đồn thì chờ thời gian kiểm chứng. Nếu ông Trương Hòa Bình rút sớm, thì cuộc chiến giành chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực cho thuộc hạ mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính sẽ xảy ra kịch liệt. Và chắc chắn chúng ta sẽ lại được chứng kiến những màn đấu đá khốc liệt trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021 với bản tin Có nghề tình báo,
liệu ông Phạm Minh Chính có quật được Nguyễn Phú Trọng hay không? Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.